Con Thị ơi, yeah.
đây đây chị đang. Thank you.
Cái đấy em để dần vào hòm công đức chia cho hàng ngày đấy. Mọi người đang chuẩn bị đi thả phóng sinh. Sao lại vẫn không kịp? Vẫn kịp à? Thế là hôm nay được kịp luôn. Hôm nay thì nhanh hơn là nhanh. Sau khi mà phóng sinh xong thì mọi người sẽ đi mọi người sẽ đi ra ngoài này để và làm lễ xong rồi thì mang các con vật ra ngoài, ra khỏi chùa để phóng sinh. Bởi vì là không nên phóng sinh ở trong chùa. Xin chào cậu Út nha, chào Nguyễn Chiến. Đây, các bạn ấy đang đi tìm chỗ phóng sinh. Đây ở phía bên ngoài chùa thì sẽ có một cái hồ. Hồ này là hồ Văn Chương, khá là rộng. Mọi lần thì mọi người là phóng sinh ở Hồ Tây, nhưng mà hôm nay do có lễ Phật Đản, sáng nay thầy cũng ở bên chùa là cũng mời làm lễ tụng kinh, làm lễ Phật Đản ở đây, nên là hôm nay mọi người một công đôi việc, vừa tụng kinh, làm lễ Phật Đản và đi ra chùa, đi phóng sinh. Tất cả các bạn ấy đang đi phóng sinh đây. Cái chỗ phóng sinh có xa không nhỉ? À kia ở tận phía bên kia. Nhưng mà nhìn lên trong tháng rồi, hơn 4 tháng. Bé đúng không? Ừ. Chắc mà con cất đúng không? Đâu? Thế mày cấm chị không được nhìn mày. Nhưng chị vẫn cứ nhìn nhầm. Đây là hai thanh niên từ hôm qua đến giờ làm hết việc nọ đến việc kia nhưng không quên chảnh chọe nhau. Rõ là nghe trang hâm. Em phải có trang hâm. Không trang hâm này. Nói gì đâu. Hôm nay bao việc xong đi à? Bao việc này có 5 phòng. Qua bao việc này được. Con bé kia hôm nay nó bảo nó lên trên thầy chị. Xong rồi nó cứ bắt mình phải đi theo. Mấy hôm nay mình mệt quá mình không đi được. Ngày hôm qua uống mấy cốc liền nhỉ? Không hiểu sao mình vẫn cứ thích đọc cái bài phóng sinh của mình ấy. Thật đấy. Tại vì cái bài đấy có là kiểu phối hướng cho các chủ nhân các tổ, các chân linh, xong rồi còn cả liệt các vực sĩ các thứ ấy. Mình rất là thích đọc các cái bài đấy. Đây rồi, sắp đến đến chỗ thả phóng sinh rồi. Mình không làm ở bên chỗ gì nhỉ? Không làm ở bên bên chỗ Hồ Tây ấy. Nó cũng là một sự thua thiệt. Vì mọi người chưa biết ở đây, chưa quen ở đây, đúng không? Hồ Tây thích hơn đúng không? Yeah. Chị Yến nhỉ? Ơi sao em? Ngày rằm mùng 1 là ngày nào cũng thả phóng sinh đúng không? Không, một tháng sẽ chỉ có một lần thôi, chọn một ngày ở trong chủ nhật. Nhưng mà nếu mà trong tháng đấy mà có ngày rằm vào chủ nhật hoặc là mùng 1 ấy, thì sẽ chọn luôn. Đây mọi người ra đây để phóng sinh.
trong cái lúc mà phóng sinh thì mọi người niệm chú nhá. Em này làm sao? Có bạn rơi xuống kia rồi. Đây. Không, đây vác hộ em bé đi thôi. Cho nó tắm nắng một tí cho nó ấm. Em này hơi yếu. Cho lên cây. Cháu thả chim mà. À, ừ, đây đây. Đã thả đi nhưng mà đi bắt hết chim rồi. Cháu có sang bên này cùng mình đâu nhỉ? Còn một thùng nữa. Thả rồi. Ôi, đấy là con kia to rồi. Thế này. Chị đừng có hú nó như thế, nó mà không bay được phải để im để cho nó khỏe đã. Ừ, đừng có hú, nó không bay được là nó không bay được. Còn nó mà bay được bạn là nó luôn. Lên đâu, bạn này cho lên cây đi. Đây, đây, đây. Đây nào. Rồi, cho xin kiểu hành chim đầu chim tay đâu, xin thế. Đấy, em vừa chụp. Mày cho... Nó đang hiểu ấy. Ừ. Non quá chị ạ. Nó đang hiểu đấy, có cho tắm nắng ở đâu ấy. Cho... Cứ kiểu ra mấy cái cây... Không đưa về chùa được. Không. Thầy đã bảo phải đi ra tận đây để phóng sinh rồi, không đưa về chùa. Nhưng con này nó không sống được. Không sống được, kệ tự nó khó. Thì riêng nó sẽ ấy. Chị bảo là không anh ơi, chị bảo là tiếp nó là kêu người. Đúng rồi. Đây cây nhỏ này này. Đây Phương Anh ơi. Đây cây này này. Này không được lấy đâu nhá. Nhìn cái mặt này là dễ lấy này. Có đúng là lấy không? Mệt đấy chị ạ. Em trèo lên trên ghế để lên trên cái cây to kìa. Nhìn cái mặt này là cô là thấy là cháu là rất thích lấy chim đấy. Đấy trèo lên đây để. Hôm nay thả phóng sinh thì lại có một em hơi yếu. Lên trên thẳng lên trên kia kìa. Đấy. Buổi phóng sinh đến đây là kết thúc rồi nha. Mình xin phép được tắt livestream nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái livestream sau. Bye bye. Chim của mình bay rồi.